Xong phụ tùng Trần Đạt xin kính chào tất cả quý anh em nha. Hôm nay gửi đến cho anh em một cái sản phẩm là bộ căm. Bộ căm này là bộ căm thắng đùng dành cho dòng xe đời đầu anh em ha. Như là những dòng như là rim Thái, rim lùn, rồi các dòng nói chung là các dòng thắng đùng đời đầu anh em ạ. Ví dụ như rim Thái, rim lùn, quay Thái 100. Rồi spare rim thì cũng gắn được. Đó. Nhưng mà cái dòng căm này nó là dòng căm rim Thái nha. Thì cam rim Thái là như thế nào? Bây giờ mình sẽ review cho anh em coi và nói cho anh em những cái đặc điểm mà nó khác biệt so với lại những cái cam khác nha. Thì ở đây cái bộ cam này nó là cái bộ cam mà dạng cam chân vàng anh em ạ. Cam chân vàng. Thứ nhất là cam chân vàng và thứ hai á nó là cái dòng cam sử dụng cái dòng cam tháng trước, cam bánh trước hay là cam nhỏ nha anh em. Cam nhỏ. Thì cam nhỏ là như thế nào? Bây giờ mình sẽ quay cho anh em. Chứ nói thì sợ anh em sẽ không hình dung ra được, cho nên mình sẽ quay trực tiếp cho anh em ha. Đấy, để anh em chúng ta có thể hình dung được nó rõ hơn. Rồi, sẽ quay lại gần một chút xíu nha. Đó, anh em chúng ta có thể thấy ha. Ở đây thì một bộ của nó, bộ này thì ngày trước mình đang bán cái giá là 380. Đợt này mình sell off nha anh em. Sell off thì phải gọi là sell off, thì nó phải là sell off mạnh thì mới gọi là sell off. Chứ còn nếu mà sell off mà dạng như là sell off mà ít quá thì cũng không gọi là sell off, dạng như 50 bán 40 thì nó không gọi là sell off, nó chỉ gọi là bớt tiền thôi. Thì sell off bên mình, sell off thì phải nói là sập sàn cho anh em luôn. Bộ căm này thì bình thường bên shop mình đang bán giá của nó sẽ là 380.000, thì hôm nay mình sẽ sell off cho anh em là còn lại là 220.000 một bộ anh em ha. 220.000, anh em không nghe lộn đâu, 220.000 một bộ ha. Đây, quay thấp xuống. Rồi, thì số lượng bên mình là có rất là nhiều, đủ để cung cấp cho anh em. Đây là một bộ cam chân vàng. Mình sẽ quay gần lại hơn một chút xíu nữa. Rồi, ok, anh em thấy rõ ha. Thì cái bộ cam này á, nó sẽ có trong bịch Honda như vậy. Đây, trong một bịch Honda như vậy ha. Đó. Anh em thấy rõ ha. Đó, trong bịch Honda. Rồi, ok. Thái Lan nha anh em, made in Thái Lan nha. Đó, made in Thái Lan ha. Rồi. Thì mình sẽ mở bộ cam này ra cho anh em coi. Bộ cam này khi anh em mua một bộ 220.000 là sẽ đầy đủ luôn cam trước và cam sau nha. Giá này mình không bán lẻ nha anh em. Giá này là mình chỉ bán một cặp thôi. Mình bán một bộ trước sau luôn chứ mình không bán lẻ trước hay là lẻ sau gì hết nha. Mình sẽ bán nguyên một bộ, nó là gồm hai bán trước và sau luôn. Thì thường anh em nói thẳng luôn, anh em cũng đừng nên mua một bán làm gì, tại vì nó sẽ bị cái tình trạng là ví dụ như anh em thay cái này mới đúng không, nhưng mà bán sau nếu mà anh em để lại á thì nó bị cũ, nhìn nó cũng không có đẹp ha. Cho nên mình, nếu mình đã thay thì thôi mình ráng mình thay luôn nguyên một cái bộ cho nó mới cho nó đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ mở ra cho anh em coi này. 220.000 thì anh em sẽ có cái gì, không phải là cứ giá tiền rẻ là nó sẽ không ngon đâu nha anh em nha. Anh em phải cứ yên tâm, bên Đạt là thứ nhất là bán đồ cho anh em là anh em sẽ phải xài được ha. Bộ cam ít nhất là bộ cam sẽ xài được, và thứ hai là nó đẹp. Nó đẹp thì mình phải cam kết nó đẹp mình mới bán nha. Đây, đây là cái cam này. Cái đèn này nó hơi sáng ha, mình sẽ giảm bớt cái độ sáng của nó xuống chút xíu. Đó. Đây, anh em sẽ thấy là cái cam nó rất là vàng luôn. Thấy không? Nó cực kỳ vàng nha, rất là đẹp. Đó, đây là cam nha. Cam mà anh em đã thấy nó hơi vàng 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 rồi anh em thấy không? Đó, bây giờ mình sẽ quay luôn cái chân này, cái chân của nó trong cái bịch Honda này. Đó, bây giờ mình quay cái chân của nó cho anh em coi ha. Cái này là mình đang quay vào buổi tối nha anh em. Quay vào buổi tối. Để mình sẽ cắt cái chân nó cho anh em coi này. Cái chân nó nhìn rất là đẹp luôn, phải nói là rất là đẹp luôn nha. Và bộ cam này thì mình bán được rất là nhiều, anh em xỉ lẻ mua đều rất là nhiều luôn. Đây. Bộ cam này thì nó trong bịch nó mới vừa ấy ra luôn. Cái này thì anh em nên rửa qua với dầu nha. Nó vẫn sẽ còn bụi ở trong nhà sản xuất ra nè. Đây. Rất là đẹp luôn em thấy không? Đó. Nhìn óng ánh luôn. Đó, gọi là cam chân vàng, nó là những bộ này ha. Đây là cái cam trước nha anh em. Với cam trước này anh em sẽ thấy là nó rất là nhỏ luôn. Cái cam của nó rất là bé nha. Tại sao nó lại bé? Tại vì rim Thái anh em ạ. Rim Thái thì bản chất của nó là cái cam trước nó rất là bé nha anh em. Đó, nó bé xíu xíu và nhìn như cái tăm luôn, nhưng mà cái độ cứng thì cực kỳ ok. Đây cái đầu này, rất là đẹp mà. Đó anh em thấy không? Cực kỳ đẹp luôn. Chúng anh em nào về chơi cái dòng rim Thái hoặc là Super Rim anh em cũng gắn được, Alpha cũng gắn được, nói chung là thắng đùm là anh em gắn được thôi. Đó anh em thấy rất rất là đẹp luôn.
anh em đừng nghĩ là cái căm này nó chân căm trước này nó nhỏ là nó yếu nhá, căm mình căm thái này nó không có yếu đâu anh em, căm thái nó rất là trâu bò nhá. Rồi bây giờ mình sẽ mở luôn cái này là bánh trước này, cho nên là căm sẽ bé này, để mình sẽ để riêng ra nha, chân căm nó sẽ bé hơn. Rồi đây là cái căm sau này, vụ căm sau là cái chân cái căm nó sẽ lớn hơn này. Đấy, mình mở ra cho anh em coi luôn nhá. Rồi để cái này sang một bên đi. Đây, đây là bộ căm sau. Cắt ra cho anh em coi luôn. Anh em cứ yên tâm. Riêng hàng bên Đạt thì quay làm sao là bán như vậy. Tại vì đây là clip trực tiếp nha anh em. Mình quay trực tiếp bên shop luôn, tại shop cho nên là anh em cứ yên tâm, hàng hóa là đảm bảo cho anh em luôn. Rồi, đây. Quay gần lại cho anh em chút xíu ha. Đó. Em có thể thấy rất là đẹp luôn này. Đây. Bây giờ mình sẽ mở luôn cái chân ra cho anh em coi nha. Đây là cái căm này. Căm đây thì mình sẽ lấy với một cái căm này với một cái căm kia này mình so cho anh em coi này, bánh trước và bánh sau nó này. Đây. Anh em sẽ nhìn thấy là bánh trước và bánh sau nó sẽ có cái sự khác biệt. Đó anh em thấy không? Phía đây là bên này là bánh trước này, bên này là bánh sau này. Anh em sẽ thấy là nó sẽ cái cây bên bánh trước nó sẽ nhỏ hơn cái bánh sau khá khá nha. Đó. Nhìn rất là rõ ràng anh em ha. Đấy, bánh trước và bánh sau anh em thấy không? Một bên nó to, bên nó nhỏ hơn. Đây này, bên này là bánh trước này, đây bánh trước này, đây bánh sau này. Anh em thấy ha. Bánh sau nó sẽ to hơn khá khá đấy. Đó. Cho nên là anh em cứ yên tâm là cái căm này tuy là nói là nó hơi bé nhưng mà nó không phải là nó yếu nha anh em nha. Căm của Thái là nó sẽ như thế. Đặc điểm của căm rim Thái là như vậy luôn. Đây, và đây là cái bộ căm của nó này, căm sau rất là đẹp luôn anh em ơi. Nhìn cực kỳ đã luôn. À, anh em thấy không? Cực kỳ đã luôn. Rất là tuyệt vời. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cho anh em coi cái căm của nó này. Rồi, đây là cái chân này. Chân căm này anh em ha. Chân căm này. Chân căm nó cũng ở trong bịch Honda luôn. Rồi giờ mình sẽ cắt cho anh em coi nha. Clip này là mình đang quay trực tiếp ở bên shop chứ không có cắt ghép gì hết anh em nha. Anh em cứ coi là anh em nhìn là anh em để ý là anh em biết à. Tất cả những hàng bên shop là mình quay trực tiếp cho anh em hết chứ không có phải là dạng đặt hàng trước hay là lấy của người này người kia để đăng nha. Mình là mình đăng trực tiếp đúng của hàng của shop mình cho anh em coi. Anh em thấy không? Trần nó cực kỳ đẹp luôn. Đây, ánh xanh rất là đẹp nha. Đó. Anh em thấy không? Rất là tuyệt vời luôn. Cái này mà đặc biệt anh em đi ra trời nắng nha là nó sẽ còn đẹp hơn nữa nha. Đó, rất là đã luôn. Anh em thấy không? Nè, trần cực kỳ tuyệt vời luôn. Nhìn như vàng luôn, rất là đẹp nha. Đó, cái loại này mà anh em đi một thời gian nó xuống màu là cực kỳ nhìn chất lượng luôn em ơi. Đó. Thì một bộ cam này là bên mình bán cho anh em cái giá rất là ok nha, chỉ có là 220.000 thôi, đang sale off từ 380 còn 220, đã sale off là phải sale off như vậy. Thì anh em chúng ta mới có cái sự hứng khởi, mới có một cái niềm tin là đã là sell off thì không lợi nhuận, thậm chí là bán lỗ cho anh em cũng được. Nó là sell off thì đúng nghĩa là sell off nha anh em. Rồi thì anh em nào mà chúng ta cũng đang có nhu cầu mua cái loại căm của rim Thái chân vàng thì có thể liên hệ với mình. Cái này thì gắn cho các loại xe thắng đùm nha. Anh em lưu ý cho mình là thắng đùm, không phải thắng đĩa nha. Thắng đĩa thì cái căm trước nó sẽ dài hơn, còn thắng đùm thì căm trước nó sẽ ngắn hơn. Đấy. Thì anh em là chúng ta có nhu cầu liên hệ với shop số điện thoại 0915 434 973. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo nha. Tất nhiên khi anh em mua một bộ thì sẽ đầy đủ cam trước và cam sau cho anh em luôn, để anh em yên tâm nha. Một bộ đầy đủ như vậy, hai bịch nha. Đó, anh em nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với shop nha. Bên mình bỏ sỉ cũng như lẻ cho anh em nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Hẹn gặp anh em vào những video tiếp theo nha.